bác theo dõi kênh YouTube của bên Hôn Hoa nhá. Hôm nay em sẽ review cho bác thêm một con đẩy 4 kênh của hãng BS Audio nữa. Thì cái sản phẩm này là mã mới ra của bên hãng nhá. Là một con đẩy chạy hàng 4 kênh. Rất là khỏe, rất là lực mà tiếng thì cực kỳ là hay. Và đặc điểm của bộ này nó chính là con đẩy này chính là cái phần bên mạch công suất của nó rất là khỏe và bền bỉ nha anh em nhá. Thuộc dạng hàng top của thị trường bây giờ luôn. Các bác nào mà đang theo dõi kênh bên Hôn Hoa thì cho em xin một like ủng hộ kênh bên em nhá. Để em sẽ review cho các bác thêm những cái sản phẩm mới của hãng. Đây là một sản phẩm mới của hãng BS Audio. Thì cái hãng BS này thì có rất là nhiều, em bán rất là nhiều các cái con vang cơ và vang số của hãng BS Audio này nhá. Thì đây là một cái sản phẩm cục đẩy của hãng. Thì là một cái sản phẩm đẩy 4 kênh. Công suất. Thì hôm nay sẽ bóc ra review cho bác xem luôn. Đấy. Đây, quay nhờ cái quay đây. Thì sang đến mẫu này là mẫu mới hoàn toàn luôn. Mã khác đó là BA9004. 4 kênh. Công suất cực khỏe luôn. Ở ngoài thị trường thì anh em mua những sản phẩm như là hàng hàng không phải thuộc công ty ấy, gọi là hàng nhái trôi nổi thị trường thì giá rất là rẻ. Nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ 6 đến 7 triệu đồng thôi. Nhưng mà cái dòng sản phẩm này thì thứ nhất là công suất nó đạt, anh em có thể làm sử dụng con này cho cái việc mục đích là lắp các cái dàn loa sự kiện được. Cái thứ hai là anh em chơi ở gia đình thì nó rất là bền bỉ. Anh em xài trong vòng từ 1 đến 3 năm không có hiện tượng gì luôn nhá. Phòng hát người ta dùng khoảng độ đôi 3 năm nó còn chưa có hiện tượng gì, còn các bác dùng gia đình thì các bác tẹt ga luôn. Đó. Đây, hàng rất là xịn sò luôn. Đây, nhờ camera quay vào đây chút, em sẽ bóc hộp lỗ này ra. Đấy. Đây, đặt đây quay trước đã. Đây cái tem sản phẩm chính hãng đây. Quay camera xem này. BS Audio này anh em nhìn này, sản phẩm là BS Audio. Đấy, mã QR code ở đây. Anh em về có thể cào này ra và lấy, nếu bác muốn check cái sản phẩm này có phải chính hãng hay không thì anh em có thể lấy cái camera. Nhất là iPhone thì các bác quét cái mã QR này ra, nó sẽ có cái nguồn gốc xuất xứ, bác kích vào là ra cái địa chỉ trang web của hãng. Còn anh em dùng Zalo quét cái này nó cũng ra nhá. Này cái mã sản phẩm bên này này. Đấy chưa? Bác cào cái cào phải cào đấy ra. Đấy để check sản phẩm xem chính hãng hay không. Đây là tem của hãng này. Đằng sau lại có một cái tem nữa. Đây là mặt đằng sau của nó nhá. Đấy, mặt đằng sau này. Ở những mạch đời mới này thì người ta sử dụng các cái lớp gạt tín hiệu system holo rồi là bright bằng những cái lớp gạt nhỏ như này rồi. Công nghệ mới nó khác hoàn toàn với các bác mua đẩy bãi nhá. Đẩy bãi thì các bác mua đánh chất âm nó cũng hay tương tự, nhưng cái mạch công cái phần mạch này nó sẽ thay đổi một chút. Ở trên cái đẩy hàng mới này sẽ có những cái mạch gạt như này. Còn trên các đẩy bãi thì nó là lớp gạt system holo bằng cái lớp gạt nó đơn giản hơn. Thì cái đấy đương nhiên là sẽ nhanh hỏng hơn. Còn đối với cái hàng mạch như thế này thì các bác cái bên mạch nó kiểu lớp gạt như này thì nó dùng rất là bền nhá. Đấy. Các cái phần chấu ra cọc ra loa này nó bằng kim loại rất là bền. Đấy. Ngoài ra thì anh em có thể cài luôn ở đây được. Cài thẳng vào đây luôn được rồi. Cắm thẳng vào đây, dây loa cắm vào đây và mình xoáy lại như thế này. Nó sẽ chắc. Ngoài anh em là dùng jack Koda để cắm cho tiện thì những cái jack như này nó rất là bền này. Hãng nó chú ý đến những sản phẩm ghi chi tiết nhỏ như này là để nâng cao chất lượng sản phẩm lên rất là nhiều anh em nhé. Còn đây là mặt đằng trước của nó. Đây là mặt đằng trước. Đấy. Còn sản phẩm này nó có màn hình hiển thị ở đây. Tí em sẽ cắm điện vào cho bác xem. T cộng T trừ này là cái gì đây. Tí em sẽ mở lên cho em xem cùng xem luôn. Mặt phay nhôm màu đen nhé. Rất là đẹp. Đấy. Chữ BS của hãng này. Mặt phay nhôm. Đây em sẽ để lên đây em test thử cho anh em xem luôn. Đấy, hàng rất là gấu nhá. Này nếu bác nào thích yêu cầu thì em có thể là tháo con mạch con này ra để em cho anh em xem. Nhưng mà cái sản phẩm này đang nguyên tem thì con này em test để gửi cho khách trước đã, xong để một video khác em sẽ tháo ra cho các xem luôn. Bây giờ sẽ đấu con này vào. Dưới nó ở dưới. Đây. Hàng rất là đẹp nhá. Đó,
Đấy. Màn hình hiển thị luôn này. Trên cái màn hình này nó sẽ có ngày tháng năm giờ, nhiệt độ hiển thị này, số vôn. Bản cải tiến này có thêm số vôn này nhá. Điện áp, báo điện áp này luôn. Điện áp hiện tại bây giờ đang là 218V, 19V này. Đó. Khỏe, mình biết được là điện áp nó khi chúng ta đi làm chương trình ấy thì chỉ việc cắm điện lên là biết là nguồn điện ở cái đấy cung cấp nó có đủ hay không. Các bạn nhìn vào đây sẽ có vôn ở đây. Đấy. Có vôn hiển thị đây luôn nhá. Chỗ nào điện yếu biết ngay. Thì giờ đây là một cái đèn led hiển thị báo tín hiệu. Khi mà bác đấu chập dây loa, ví dụ trường hợp mà bác đấu hai cái loa ví dụ từ vế trái sang vế phải, nhỡ mình nhầm lẫn ấy thì nó nghe tức nó sẽ ngắt điện luôn. Và sau đó anh em sẽ bật lại, nó sẽ lại bình thường. Đấy. Cái hay của cái bản các cái cục đẩy đấy mới là nó sẽ cái mạch bảo vệ nó rất là cao. Có nghĩa khi là anh em mà đi làm thì có những lúc anh em sẽ phải cắm nhầm là chuyện bình thường. Thì những mạch đời mới này hoàn toàn có thể xử lý cái việc đó. Là khi mà người ta bị cắm nhầm vào nó sẽ chuyển sang chế độ báo Protect này, có nghĩa là lỗi. Sau đó anh em chỉ việc tắt đi và khởi động lại. Đấy, khởi động lại lên là được. Nó sẽ báo đèn đỏ này nếu mà anh em cắm nhầm dây loa. Ví dụ anh em có lúc nhúc sẽ cắm nhầm từ vế A sang vế B hoặc từ A sang C hoặc C đấy. Tóm lại là khi đấu chập các cái cực ở các cái cổng sau này ra nó sẽ bảo vệ nó tự ngắt luôn. Đây em xem là cái gì nhá. Đây là cái gì? À. Cái này là để chỉnh ngày anh em nhá. Cái này để chỉnh ngày giờ được này. Đó. Để chỉnh ngày giờ anh em nhá. Đây mình có thể chỉnh 2022. Mình sẽ chỉnh về số 2. Rồi. Đây, chuyển về số 2 cho anh em xem. Đây là cái này để điều chỉnh cái đồng hồ đây anh em ạ. Rồi ok. Thế thôi. Đây là để điều chỉnh ngày giờ được. Anh em có thể điều chỉnh ở đây. Đó. Chuyển sang tháng này, ngày này. Bây giờ giờ này. Bây giờ là bao nhiêu? 2:10, 12 phút. 15 giờ. Đúng không? Để điều chỉnh giờ. Bây giờ là 14 giờ. Ôi trời, nhầm rồi. 14 giờ. Ok, đấy, đây là chỉnh ngày giờ. Bây giờ mình sẽ thử luôn bằng một con vang BS ở đây nhá. Mình sử dụng con vang K800 Pro. Hàng vừa phải tiền trong tầm giá nhá. Ở đây mình sẽ test thử luôn. Đây, mặt phải nhôm. Cái con này là con vang số anh em nhá. Vang số giá rẻ. Thì giá nó khoảng độ trên 3 triệu tí thôi. Nhìn mạch phay nhôm rất là đẹp. Ok, mình vẫn nhỏ hết lại. Sau đó mình sẽ thử nhạc. Lấy dây tín hiệu chưa? Mình sẽ bắt Bluetooth con này. Đây, chuyển sang chế độ Bluetooth này. Bắt trực tiếp Bluetooth vào đây luôn. Lúc này là không có sử dụng dâu anten. Đây là mic music này. Mic effect. Xong chưa? Có thể là do gầu. Hết thì sức. Nào, thử luôn. Lấy đi. Ok, bây giờ anh em là muốn xem tháo một chút cái phần mạch ra thì bây giờ em sẽ thử tháo mạch ra nhá. Chuẩn bị cái dụng cụ đây. Máy bắt vít thôi. Này toàn ốc vít bằng hoa sợi. Đây máy ra nhá. Bây giờ em sẽ tháo cái này ra cho anh em xem luôn cái bên mạch của nó. Bên mạch của nó rất là gấu luôn. Từ từ của anh đây. Đấy, xoắn với nhau này.
Bây giờ mình sẽ tháo này ra cho anh em xem luôn cái mạch của nó. Đây, tắt đi. Cái dòng sản phẩm chất lượng cao, mở mạch ra cho bác xem luôn, vẫn còn tem nhưng mà em sẽ khéo léo để tháo ra và em sẽ vẫn sẽ bảo hành như thường cho các bác. Đây rồi, tháo này ra, tháo ốc này ra. Đấy. Rồi, tháo tem vào đấy ra em. Con này nó có tem, tháo tem bình thường. Kéo dịch ra đây, kéo dịch ra đây. Đây là toàn bộ cái phần nội thất bên trong của cái con đẩy này. Bác thấy nhờ. Nguồn tụ nguồn này. Phần tụ nguồn này. Cho đến các cái vỉ sò công suất từ các cái dây nguồn cấp. Này, nó băng keo lại rất là đẹp. Chắc chắn đúng không? Sò chạy sò LG anh em nhé. Con này sò LG này tiếng ra rất là sáng luôn. Mạch class H. Nhiều nguồn cấp cho cái vỉ công suất này, nhìn ở đây. Các bác có thể nhìn ở chỗ này, có thể nhìn vào cái phần mạch cấp nguồn cho cái vỉ công suất này. Đó, nó rất là nhiều nguồn cấp đây, là mạch này là sử dụng công nghệ class H nhá. Đấy, các bác nhìn cái mạch class H này, đây là phần toàn bộ cái bo nguồn này, cái nhạc sạch hay không thì cái phần bo nguồn này, các con tụ này, nó sẽ là lọc tín hiệu, lọc nguồn điện và cấp cho cái vỉ công suất đây. Đó, nó sạch sẽ hay không là do cái phần bo nguồn này cấp đủ nguồn điện cho từ biến áp ra qua cái bộ nguồn này, sau đó sẽ cấp điện sang bên phần công suất đây. Công suất thì tính các bác, nhiều anh em tính sò đúng không? Sò chính là những con này này, 1 2 3 4 5 6 7 này. 7 cộng 7 là 14. Thì hai bên này nó là 28 sò, tổng của nó là hơn 60 sò đấy. Hơn 60 sò công suất nhá. Giá một con này nó cỡ khoảng độ 900 đến 1000 W một kênh nhá. 900 W một kênh chuẩn luôn. 900 W một kênh hạng chuẩn xịn của hàng công ty. Nhìn mạch làm rất là đẹp, xịn xò. Đạt lấy máy ảnh chụp ảnh đi, chụp ảnh đi, gửi vào nhóm cho anh. Đấy, mà nhìn mạch nguồn rất là đẹp luôn, từ các bo nguồn con IC mặt dưới này này để xử lý tín hiệu đầu vào đầu ra này, nó cải tiến rất là nhiều luôn. Đấy. Chở các con chở này. Chạy sò LG nhá anh em nhá. Đây quay cái camera nhìn soi sẵn con LG bóng này. Đấy. Chạy sò LG. Đấy. Bây giờ sẽ mở công suất lên đánh thử một đoạn nhạc cho anh em xem bằng cái nhạc bolero. Đây, cứ thế này mở chạy luôn. Rồi. Mở thử lại cho anh em xem nhé. Mạch 4 quạt gió luôn, chạy 4 quạt gió tản nhiệt, nhôm tản nhiệt này. Vì khi mà đánh hoạt động công suất lên thì cái phần sò công suất này nó sinh ra nhiệt, thì nó phải có cái nhôm này để bắt trực tiếp vào nhôm để tản nhiệt, và cộng với lại hệ thống quạt gió này để làm mát. Đó. Chạy ổn định và bền bỉ. Bác mua ở gia đình sử dụng sản phẩm như thế này thì nó bền bỉ, tiếng hay nhé. Anh em đánh loa từ 30, 40, thậm chí các anh em có thể mang con này về đánh một cặp full kép 725 và một cặp súp đơn 50 đều được. Đấy, vì công suất nó rất là khỏe, chịu được đòn. Mùa thi năm cuối sau trong xứ lạ để bằng lăng ngóng nơi xa, từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếng ngân ngơ.
lắm em. Trường được làm mơ như lời thơ ngày đó. Trường đời ôi lắm nỗi trôi. Bằng lăng hoa tím buồn trên con đường giờ đây anh cô đơn lối. Chú Quảng. Chưa? Rồi, ok, bác nào mà có nhu cầu mua sản phẩm màng chất lượng cao ấy, giá hợp lý thì hãy liên hệ sang bên đại lý Hân Hoa ở bên Đông Anh, Hà Nội nhá. Rồi, xin chào các bác ở cái video clip tiếp theo nhé.